chip sai. Con nào kêu? Anh nhốt nó ở chuồng nào. Anh nhốt nó ở chuồng nào. Chuồng thẳng này thì nó chả tháo được ra. Chuồng gấp này thì may ra mới giữ được mà. Chứ chuồng thẳng này nó gạt, nó chéo gạt phát này. Đúng rồi, nhưng mà chúng nó biết ngay hôm trước. Con thấy con tìm cũng thấy phi ra.